Chào mừng đến với bản tin online của chúng tôi ngày hôm nay. Sáng 12 tháng 6, thêm 68 ca mắc COVID-19 trong Đức, thành phố Hồ Chí Minh có 20 ca. Khẩn cấp mua vaccine cho 1.500 lao động trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Sáng 12 tháng 6, thêm 68 ca mắc COVID-19 trong Đức, thành phố Hồ Chí Minh có 20 ca. Sáng 12 tháng 6, Việt Nam có 68 ca mắc mới, bệnh nhân có mã số từ 9.981 đến 10.048. 68 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang, 29 ca, thành phố Hồ Chí Minh, 20 ca, Tiền Giang, 10 ca, Bắc Ninh, 8 ca, Lạng Sơn, 1 ca, trong đó 64 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 8.418 ca ghi nhận trong nước và 1.630 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 6.848 ca. Có 21 tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Chi tiết các ca mắc mới COVID-19 mới ghi nhận sáng 12 tháng 6, Lạng Sơn, một ca ghi nhận tại tỉnh này là nữ, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là F1 của bệnh nhân 3.988 đã được cách ly. Bắc Giang 29 ca ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Bắc Ninh 8 ca, trong đó có 7 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm. Thành phố Hồ Chí Minh 20 ca ghi nhận, có 8 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 8 ca là các trường hợp F1, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Tiền Giang 10 ca là bệnh nhân thuộc diện F1 đã được cách ly. Về điều trị, đến nay Việt Nam đã có 57 ca tử vong do liên quan đến COVID-19, 3.804 ca đã khỏi bệnh. Về tiêm chủng, riêng ngày 11 tháng 6, có thêm 31.071 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tính đến 16 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 được 3 đợt tại các tỉnh thành phố với 1.445.723 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 53.127 người. Về tiến độ nghiên cứu vaccine COVID-19 của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin Bộ Y tế đã chính thức thông qua việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam mang tên Nanocovax. Khẩn cấp mua vaccine cho 1.500 lao động trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đại diện công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận cho biết dự án đang triển khai thi công 31/36 gói thầu xây lắp, 5 gói thầu còn lại gồm trạm thu phí X, chiếu sáng, cầu vượt và đường gom bổ sung sẽ triển khai theo tiến độ. Lũy kế sản lượng toàn dự án đạt khoảng 70%, tăng 60% so với thời điểm tháng 3 năm 2019. Hiện diễn biến dịch COVID-19 rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công của công trình. Đến thời điểm chiều 11 tháng 6, dự án có 250 người liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 76 người thực hiện cách ly tập trung và 163 người thực hiện cách ly tại chỗ. Tại hai gói thầu XL11A, XL13 đang được phong tỏa bởi các lực lượng chức năng. Được biết, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ban điều hành dự án đã quán triệt cán bộ công nhân viên dự án tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh của Bộ Y tế, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Cụ thể, công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, ban điều hành dự án được phân công gồm một phó chủ tịch và một tổng giám đốc đồng điều hành, sử dụng phần mềm Zoom Meeting để làm việc online, bố trí hệ thống họp trực tuyến, hạn chế tối đa việc di chuyển của người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp dự án đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công tư vấn giám sát khoanh vùng dịch, bố trí nhân sự phù hợp, tăng cường máy móc thiết bị để thi công 3 ca cả ngày và đêm nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trong tháng 11 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau.